Sáng mới vào
mà tự nhiên buổi chiều thấy có 5 đô, 5 đô. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì các anh chị đang ở tầng 1 nè, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, nó lan tỏa ra 240 người, 43 người, nó cứ lan tỏa ra, nó cứ lan tỏa ra. Các anh chị thấy bên dưới tầng các anh chị nó có những cái người đang là thành viên pro founder là miễn phí. Cái tự nhiên mấy ngày sau cái ngay vị trí này họ họ nâng cấp gói, họ lên cái gói core holder. Tự nhiên mình không có làm gì hết mà tự nhiên mình có 5 đô. Cái trong tương lai cái người này cái vị trí này nè, họ lại mua tiếp những công nghệ số, họ lại mua tiếp những cái khóa học online, những cái sản phẩm số, thì tự nhiên chúng ta sẽ có hoa hồng là gì, là 5 đô, 5 đô hoặc là 10 đô. Không nhất thiết là nó có hoa hồng 5 đô nha các anh chị, bởi vì là những người mới vào á, họ kích hoạt tài khoản thì các anh chị được 15 đô trực tiếp và 5 đô gián tiếp trong 12 tầng thì mình không nói. Nhưng nếu như những người này trong tương lai họ dùng những cái sản phẩm số khác thì các anh chị vẫn được tiền gián tiếp 5 đô hoặc là 10 đô hoặc là 20 đô, tùy vào cái giá tiền của cái sản phẩm số đó nha các anh chị. Tùy vào cái giá tiền của cái sản phẩm số đó nha các anh chị. Tại bởi vì Bricks kết nối rất là nhiều những công nghệ số vào trong đây. Tại bởi vì á, Bricks biết chắc chắn một điều, trên thế giới hầu hết tất cả những công nghệ số, chưa có những công nghệ số nào ứng dụng blockchain để mà triển khai một cái phần mềm tiếp thị liên kết để mà trả tiền cho đối tác của mình ngay lập tức. Tại vì thông qua công nghệ blockchain đó các anh chị, thông qua công nghệ blockchain đó, những người làm tiếp thị liên kết họ rất khó để mà gian lận traffic, rất khó để mà gian lận traffic. Và cái quá trình những cái người đó mà họ cung cấp những công nghệ số, họ không còn phải đau đầu trong cái việc là gì, tới tháng đến thời điểm nào đó được rút tiền, họ bị lệ thuộc vào một bên thứ ba, đó là một phần mềm tiếp thị liên kết để giúp họ phân phối phần mềm. Họ bị lệ thuộc vào một bên thứ ba để mà người ta có thể trả tiền cho những công nghệ số đó. Hầu hết tất cả mọi người đều phải trả tiền cho những công nghệ số đó bằng thẻ Visa, bằng tiền xác định là đô la. Và đối với cái nền tảng BRICS này có một tầm nhìn, BRICS có một cái tầm nhìn là tạo ra một cái đồng tiền ổn định, đó là BRICS đô la, giống như là USDT đô la. Mà vừa rồi các anh chị thấy trong cái mã ví tại đây, trong cái BRICS Wallet tại đây, bởi vì BRICS có một cái tầm nhìn là tạo ra cái đồng đô la này để nó lưu chuyển cho cái việc chi tiêu những cái sản phẩm số, cho những cái công nghệ số mà tích hợp lên trên đây. Nghĩ rằng là cái BRICS này nó có một cái hệ sinh thái và nó có một cái tầm nhìn để nó kiến tạo nên một cái nền kinh tế số hoàn toàn trên công nghệ blockchain. Mà nói công nghệ blockchain thì nó chung chung lắm. Phải cụ thể đó là gì, là công nghệ DAO. Thì lát nữa mình sẽ dành ít phút mình nói về cái tầm nhìn của bức tranh nền kinh tế này. Bây giờ mình sẽ đi vào những cái gì là thực tế nhất trước hiện tại. Hiện tại nền tảng BRICS đã kết nối thành công những cái công nghệ số hàng đầu trên thế giới vào đây để mà sử dụng blockchain để mà chi trả hoa hồng cho mọi người ngay lập tức. Tính thanh khoản của nó rất là nhanh, giới thiệu đường link người ta vô mua công nghệ số, và trong tương lai người ta mua bất kỳ một sản phẩm số nào là lập tức nhận được tiền hoa hồng ngay lập tức. Và các anh chị tưởng tượng nếu như các anh chị tạo ra được một cái mạng lưới 2.187 user người dùng, mà mỗi lần 2.187 người này nè, chỉ cần đâu đó có một lượng người trong đây thôi, họ trả tiền hàng tháng cho các anh chị thôi, các anh chị có được tiền hoa hồng thụ động hoàn toàn mỗi tháng. Tại bởi vì chúng ta đi kinh doanh những cái công nghệ số, chúng ta đi kinh doanh những cái sản phẩm số, là những khóa học online, là những cái phần mềm số hóa hiện nay. Thì đối với những phần mềm này chúng ta bán không có giới hạn, chúng ta bán xuyên biên giới và chúng ta thu tiền ngay lập tức, và nó có tính tái tiêu dùng hàng tháng. Chúng ta không cần phải ôm hàng, chúng ta không cần phải đi giao hàng, mọi thứ nó đều automation và tự động hết các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy điều này nó rất tuyệt vời? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là kinh doanh với BRICS, các anh chị có cơ hội kinh doanh tất cả những công nghệ số trên thế giới này? Hiện tại BRICS đang làm việc với rất nhiều đối tác để mà hỗ trợ cho họ cái phương án sử dụng công nghệ blockchain để mà triển khai một chương trình affiliate marketing, và các chị đang là những người đầu tiên. Bao nhiêu số các anh chị thấy rằng là gì, trong suốt cái hành trình mà các anh chị tham gia rất là nhiều dự án, kinh doanh rất là nhiều sản phẩm, mà các anh chị chưa bao giờ có được những cái đồng đô la đầu tiên. Nếu như các anh chị muốn có được những đồng đô la đầu tiên, thật sự nó phải là một cái quá trình rất là nỗ lực, rất là lớn của các anh chị. Có đúng không các anh chị?
một sự nỗ lực rất là lớn các anh chị. Và với cái mô hình trả thưởng như thế này, mô hình affiliate như thế này, rõ ràng là các anh chị ở trên có được khách hàng, ở trên lại cắm xuống cho các anh chị. Những người vừa được cắm xuống lại tiếp tục cắm xuống dưới cho các anh chị. Các anh chị đang ở đây nè, ở trên cắm xuống cho các anh chị, rồi những người này lại cắm xuống cho các anh chị, rồi những người cắm xuống lại được tiếp tục cắm xuống nữa. Và dự án khi có được user người dùng, nó lại tự động nó cắm xuống, tại bởi vì nó không có sự lựa chọn, nó phải cắm xuống. Và các chị tưởng tượng từ 3 người nó lại lan tới 9 người. Các chị tưởng tượng khi các anh chị có 81 người thôi, mà trong vòng 1 tháng 81 người này ai cũng làm việc, mỗi một người chia sẻ ra cho 3 người hay 5 người gì đó, nó sinh ra cho các chị 243 người. Và các anh chị tưởng tượng nha, là các anh chị sẽ được hưởng đến tầng thứ 12 là 531.000 người. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng là gì? Là 2,6 triệu đô, khoảng là hơn 62 tỷ. Hơn 62 tỷ các anh chị. Nếu như các anh chị làm được điều này, đạt được 100%, là các anh chị có hơn 62 tỷ. Bây giờ giả sử một điều như thế này các anh chị. Nếu như các anh chị chỉ đạt được có khoảng là gì? 1% thôi. Các anh chị nỗ lực 12 tháng liên tục. Mình lấy ví dụ 12 tầng là mình cho trong vòng 12 tháng này. Các anh chị nỗ lực 12 tháng các anh chị làm việc. 12 tháng các anh chị làm việc mà các anh chị chỉ đạt được có 1% mà. Các anh chị chỉ đạt được 1% mà. Là các anh chị có được hơn 600 triệu. Là tương ứng mỗi tháng là các anh chị có được 50 triệu. Và trường hợp xấu hơn nữa, các anh chị chỉ đạt được có 0,1% à, là các anh chị cũng có được cái thu nhập là gì? 62 triệu. Các anh chị bỏ ra số 4 là gì? Là 80 đô. Các anh chị có thể có là được là gì? Có thể là có hơn 600 triệu. Hoặc là các anh chị có hơn 6 tỷ. Hoặc là các anh chị có hơn 2 triệu đô. Rất nhiều người kinh doanh trên Internet chưa bao giờ đạt được thu nhập triệu đô. Nhưng đối với những cái công cụ số, những cái công nghệ số, cũng như là cái chương trình trả thưởng chạy trên blockchain này nè, là các anh chị có cơ hội để các anh chị có thể chinh phục cái thu nhập triệu đô này. Nhưng mà mình nói một điều rất là thực tế thế này. Giả sử các anh chị chỉ đạt 1% thôi, là các anh chị đã có được cho mình cái dòng tiền là gì? Là 600 triệu các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là với cái mô hình này á, nó không quá khó để bắt đầu. Nó không có quá lớn về cái số 4 tài chính để là nó bắt đầu. Các anh chị có thể chat lên được không ạ? Và cái điều quan trọng hơn hết trong cái dự án này á, các anh chị, nó không chỉ hướng đến cái việc là các anh chị tạo ra cái dòng tiền. Mục đích của cái việc dùng cái mô hình ma trận thiết bị liên kết này để giúp cho các anh chị tạo ra nhiều user người dùng. Và để nó đi đến một cái kết đó là gì? Chắc chắn trong những cái user người dùng này là các anh chị sẽ có những cái người dùng phù hợp, họ dùng cái công nghệ số này trả tiền hàng tháng. Giả sử như có được 10 doanh nghiệp, người ta trong hàng ngàn người dùng nha, chẳng hạn như có 10 người dùng họ sẵn sàng trả tiền cho cái công nghệ số này, và mỗi tháng họ trả 100 đô, thì mỗi tháng là các anh chị cũng đã có 1.000 đô thụ động. Rồi có những người họ thích làm video bằng AI, có những người họ thích dùng những phần mềm khác, họ trả vài chục đô cho những phần mềm còn lại. Thì rõ ràng các anh chị có được một cái lượng khách hàng trả tiền hàng tháng cho mình dựa trên cái hàng ngàn người này. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy cái dự án Brisk này là một cái cơ hội để các anh chị có thể kiếm tiền và các anh chị kinh doanh trên Internet? Các anh chị có thể chat số 1 lên được không ạ? Các anh chị cứ hình dung một điều như thế này nè. Có những cái mà người ta gọi là cơ hội á. Tại sao nó gọi là cơ hội? Nó gọi là cơ hội khi mà mọi thứ bây giờ nó chưa có rõ ràng, cho nên nó mới là cơ hội. Mà mọi thứ nó mà đã quá rõ ràng rồi thì nó không còn là cơ hội nữa các anh chị. Và hiện tại Brisk nó đang chạy cái bản beta đầu tiên. Tại sao Brisk đang cần phải thử nghiệm cái bản beta này? Và thậm chí những cái đối tác công nghệ này nè, họ còn phải dì chừng. Thật sự là họ đang dì chừng nha các anh chị nha. Họ đang dì chừng không biết rằng là cái công nghệ blockchain này, không biết là nó có những cái rủi ro gì hay không. Chúng ta tôn trọng cái điều đó các anh chị. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng cái điều đó các anh chị. Rõ ràng đó là gì? Những cái gì mà là mới, giống như đồng tiền crypto Bitcoin xuất hiện, mới không ai quan tâm. Bây giờ thử mà cho một Bitcoin là lụm liền ngay lập tức. Thứ nhất, cái nền tảng Brisk này mình chia sẻ với các anh chị, Brisk nó là gì? Đây chính là một cái nền tảng công dân số toàn cầu. Nó giúp cho mọi người chuyển đổi số mạnh mẽ một cách tự do trên Internet. Và cái dự án Brisk này á, nó được sáng lập và điều hành bởi một nhóm những người du mục số ở Việt Nam, Singapore, Anh và Mỹ.
và trong đó có mình. Và mình cũng là một trong những cái người co-founder của cái dự án Bridge này. Và cái Bridge này nó được tạo ra bởi cộng đồng tông dân số toàn cầu. Và nó trao quyền cho cộng đồng quản trị thông qua mô hình DAO. Lát nữa mình sẽ nói về mô hình DAO. Mà các anh chị cần phải hiểu rõ mô hình DAO này. Bởi vì đây là quyền lợi của các anh chị. Bởi vì cho dù có đội ngũ sáng lập, có đội ngũ công nghệ hay không, thì cái Bridge này nó vẫn tồn tại trên blockchain. Mọi giao dịch, mọi công nghệ, mọi sản phẩm, mọi dữ liệu, nó sẽ được mã hóa và được phi tập trung thông qua công nghệ mô hình DAO này. Thì cái điều này lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các anh chị. Và cái sứ mệnh của cái Bridge này nó được tạo ra để làm gì các anh chị? Cái Bridge nó được tạo ra với một cái sứ mệnh, nó trao quyền cho con người sức mạnh công dân số. Các anh chị đang sống trong thời đại số nè. Các anh chị đi đâu, các anh chị cũng thấy bệnh viện số, chính phủ số, tiền số, xung quanh mình toàn là app, toàn là ứng dụng không ạ? Có phải các anh chị đang đi bước vào thế giới số và các anh chị đang bị lộn lên bởi quá nhiều công cụ, nhiều kiến thức trong cái thế giới số này, có đúng không các anh chị? Có đúng rằng là các anh chị đang bị mất tập trung khi bước vào trong thế giới số? Và cái Bridge nó được ra đời, nó trao quyền cho con người cái sức mạnh công dân số để xây dựng một cuộc sống tự do. Làm sao để trao quyền cho con người sức mạnh của công dân số? Làm sao để trao quyền? Một trong những cách để trao quyền cho con người đó là gì? Thứ nhất là bằng giáo dục. Đó là lý do vì sao mà Chris hợp tác với lại Global Demi, một cái nền tảng giáo dục dạy những cái kỹ năng số, dạy cho con người ta trở thành công dân số, dạy cho con người ta những cái kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng kinh doanh trong thế giới số, để họ trở thành người công dân số. Trao quyền cho con người sức mạnh công dân số, thứ nhất là thông qua giáo dục, thứ hai là thông qua những công nghệ số như là Liquidnator, như là Vitas hay là Fastly. Các chị sợ tên những cái đối tác công nghệ này, các chị sẽ thấy đây là những cái tên uy tín hàng đầu ở trên thế giới. Đây chính là cái sứ mệnh mà Chris kết nối những công nghệ số, kết nối những cái tri thức số vào trong đây. Chris liên minh những cái công nghệ và trí tuệ toàn cầu vào trong đây để mà trao quyền cho con người cái sức mạnh của công dân số. Đó là lý do vì sao mà các anh chị thấy mỗi một thành viên đăng ký kích hoạt tài khoản ngay lập tức họ trở thành co-founder của cái dự án này luôn. Họ trở thành một cái nhà đồng sáng lập của cái dự án này luôn. Bao nhiêu trong số các anh chị biết đồng Bitcoin? Bao nhiêu trong số các anh chị biết chính xác ai là người tạo đồng Bitcoin? Chính vì cái đồng Bitcoin á, nó không có biết ai là người tạo đồng Bitcoin hết, chỉ thông qua một cái tên nặc danh mà thôi. Không ai biết ai là chủ của đồng Bitcoin. Nếu như người ta biết có chủ của đồng Bitcoin thì câu chuyện nó khác. Và có thể đến thời điểm hiện tại bây giờ, đồng Bitcoin đã được chứng minh về giá trị của nó. Nó truyền cảm hứng cho cả một ngành crypto, ngành blockchain. Và tất cả mọi người ai cũng đang sử dụng Bitcoin. Và cái nền tảng này nó dựa trên cái hệ tư tưởng của Bitcoin, dựa trên cái hệ tư tưởng của mô hình công nghệ DAO. Mô hình công nghệ DAO nó chính là cái tổ chức tự trị phi tập trung các anh chị. Các anh chị lên mạng, các anh chị search DAO là gì? Đây chính là một cái mô hình và cái Bridge định hướng trở thành một cái tập đoàn công nghệ tự trị phi tập trung. Chứ không phải là Bridge trở thành một tập đoàn công nghệ như là Facebook hay là Google, kiểm soát tập trung hết toàn bộ mọi quyền lực tài chính công nghệ về phía mình. Thích thì cho cái trang nó sập, thích thì cho người dùng không đăng nhập được, thích thì bán dữ liệu của người dùng. Và cái mô hình DAO này, nó là một tập đoàn tự trị phi tập trung. Và nó được quản lý và kiểm soát bởi cộng đồng, là chính các anh chị, là những co-founder, là những nhà đồng sáng lập của cái nền tảng này. Và cái Bridge này á, nó không phải được tạo nên để mà nó vỉ ra một cái bánh vỉ, để nó hút tiền của thiên hạ. Bridge nó không phải tạo ra để nó có kết quả. Bridge nó không phải được tạo ra để nó chứng minh rằng là tôi tạo ra cái Bridge này để mà tôi có kết quả. Cái Bridge này nó được tạo ra bởi những người đã có kết quả rồi các anh chị. Cái Bridge nó được tạo ra bởi một, nó được tạo ra bởi một nhóm những người du mục số. Du mục số hay còn gọi là những người công dân số các anh chị. Du mục số hoặc là những người công dân số, đây là những người mà đã tạo ra hàng triệu đô thành công rồi các anh chị. Và họ xây dựng nên cái Bridge này, họ trao quyền cái Bridge này cho cộng đồng quản trị và vận hành thông qua cái mô hình DAO. Và cái Bridge này nó có 7 cái giá trị rất là lớn để nó chuyển đổi số mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Đầu tiên là mọi người sẽ được học tập này, sử dụng những công cụ số này. Mọi người sẽ được tham gia kiếm tiền cùng những cái nền tảng số để tích lũy tài chính. Mọi người được phát triển kinh doanh để làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp này.
Đặc biệt mọi người còn được mở rộng đầu tư gia tăng tài sản. Và đặc biệt là gì? VIX liên kết với lại những cái công nghệ, những cái nền tảng tiện ích giải trí để mọi người có thể là gì? Enjoy cuộc sống của mình. Và điều đặc biệt là các anh chị có thể tham gia một đóng góp vào cái quỹ từ thiện của DAO. Là các anh chị có thấy là khi mà các anh chị thanh toán tiền xong đó, có phải là mấy ngày gần đây có một vài các anh chị nhận được 5 đô, 5 đô các anh chị không? Toàn bộ cái số tiền đó nó sẽ được chạy vào cái DAO Foundation để mà làm từ thiện. Và đặc biệt các anh chị có thể kế thừa những cái tài khoản này, những cái tài sản này cho người thân và cộng đồng. Và toàn bộ cái Bridge này chúng ta đang ở cái giai đoạn là Bridge Digital. Bridge Digital là kết nối những công nghệ số vào trong đây. Kết nối những công nghệ số vào trong đây để các anh chị có thể kiếm tiền, các anh chị có thể kinh doanh những công nghệ số này. Và cái Bridge Network đây chính là một cái công nghệ blockchain affiliate đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Đầu tiên và duy nhất trên thế giới ứng dụng blockchain để triển khai một cái chương trình tiếp thị liên kết. Và cái Bridge Digital này đang ứng dụng cái Bridge Network này. Bởi vì cái Bridge Network này trong tương lai á, nó sẽ được đưa ra cho nhiều doanh nghiệp, cho nhiều tổ chức, cho nhiều công ty công nghệ được sử dụng. Và hiện tại Bridge Digital đang ứng dụng chạy cái bản beta thử nghiệm hiện tại. Và trong tương lai, cái Bridge cũng phát hành đồng Bridge đô la, cũng như là phát hành cái Bridge token. Và đặc biệt là có cái Bridge Wallet nè. Các anh chị đăng nhập vào Bridge, các anh chị thấy cái Bridge Wallet. Đây sẽ là nơi quản lý những cái đồng tiền số các anh chị. Và đồng thời, cái Bridge World, đây là một cái mà nó rất là thú vị. Và các anh chị muốn biết nó thú vị như thế nào, các anh chị hãy vào cái trang Bridge tại đây nè. Tìm đến cái phần document tài liệu nè. Và các anh chị chuyển ngữ qua cái trang tiếng Việt tại đây nè. Chuyển ngữ qua trang tiếng Việt nè. Các anh chị đọc thông tin về cái dự án này. Và toàn bộ trong cái dự án này không có kêu gọi vốn nha các anh chị. Giống như những cái dự án khác là sẽ kêu gọi vốn để mà bán token, để mà huy động vốn. Hoàn toàn dự án này không kêu gọi vốn các anh chị. Mà toàn bộ cái token đó nó được phát hành ra các anh chị. Toàn bộ cái token này nó được phát hành ra là gì các anh chị? Nó sẽ được trao tặng. Nó sẽ đưa cho cộng đồng để mà cộng đồng kiểm soát và quản trị nó. Và cho nên trong cái dự án risk này á, mà các anh chị thấy ai mà kêu gọi rằng là bán, các anh chị hãy hình dung nha, cái đó là scam, là lừa đảo chắc chắn luôn các anh chị. Cái risk này hoàn toàn không kêu gọi đầu tư hay bán token gì ở đây hết các anh chị. Mà cái risk token này á, nó là một cái token tiện ích để sử dụng trong cái hệ sinh thái risk để mà nó quản lý bởi cái DAO. Cái DAO này nó chính là cái mà nó vận hành những cái nền tảng này thông qua công nghệ DAO. Và người dùng chính là người biểu quyết cái sự phát triển về tính năng, về chiến lược cũng như là về dòng tiền trong cái nền tảng này. Nó hoạt động rất là minh bạch. Và sắp tới trong cái VIP này các anh chị đăng nhập vào hiện tại nó chưa có mở ra nhiều tính năng ở trong đây. Sắp tới các anh chị đăng nhập vào cái VIP này nè, các anh chị sẽ thấy toàn bộ cái dòng tiền mà hệ thống, cây hệ thống đó, nó mang về bao nhiêu triệu đô, nó sự minh bạch công khai trên đây. Nó sẽ minh bạch công khai ra trên đây. Và cái số tiền nào nó đưa cho đội công nghệ, đưa cho đội marketing, rồi đưa cho cộng đồng thông qua làm từ thiện, thông qua tái đầu tư, tất cả mọi thứ nó hoàn toàn minh bạch ở trong này hết. Bởi vì nó hoạt động trên mô hình DAO. Và mỗi một người dùng là một co-founder, là một nhà sáng lập. Và các anh chị chúng ta có thể là được quyền kiểm soát và quản trị và biểu quyết. Tại vì những cái nền tảng mà xây dựng trên mô hình Web3, blockchain đó, là không thể nào thay đổi được các anh chị. Những anh chị nào có kinh nghiệm về blockchain á, các anh chị sẽ có được những cái thông tin này nó rất là rõ ràng. Và quay lại câu chuyện ở đây, các anh chị, cái Bridge này á, nó giống như là một cái hơi thở mới nha các anh chị. Nó giống như là một cái hơi thở mới nha các anh chị. Và vừa rồi á, mình rất là vui khi có một vài anh chị là leader ở nước ngoài á, có một cái ví von rất là thú vị về cái Bridge. Cái Bridge này nó giống như là một cái cơ hội cuối cùng mà internet và công nghệ dành cho tất cả mọi người. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây á, chúng ta muốn nắm bắt lấy cái cơ hội này để tiên phong trở thành một cái người công dân số toàn cầu, để chúng ta có thể vừa kiếm tiền nè, chúng ta vừa kinh doanh cũng như là chúng ta đầu tư. Bao nhiêu trong số các anh chị sẵn sàng, các anh chị có thể chắc số 1 lên được không ạ? Và toàn bộ trong cái nền tảng Bridge này nó được tạo ra chỉ với một mong muốn thôi các anh chị, trao quyền cho con người cái sức mạnh của công dân số để mà mọi người có thể là gì, bắt đầu một cái hành trình, bắt đầu một cái hành trình bước vào thế giới số của mình một cách nó tự do, công bằng, văn minh và rất là nhân văn. Và có thực mới vượt được đạo các anh chị. Có thực mới vượt được đạo các anh chị. Muốn làm nhiều thứ, muốn xây dựng đủ thứ hết,
nào là công nghệ DAO, nào là Bridge Token, nào là ví, nào là Swirl, thì cái đầu tiên nhất là phải có tiền. Và Bridge Digital ra đời, kết nối những công nghệ số digital để đầu tiên là giúp cho mọi người kiếm tiền từ những công nghệ số này trước cái đã. Giúp cho mọi người học những công nghệ số này, dùng những công nghệ số này, lan tỏa những công nghệ số này. Cả tỷ người trên thế giới này ai cũng có nhu cầu về công nghệ số các anh chị. Khi các anh chị hợp tác cùng với Bridge, các anh chị không lo, các anh chị không có đồ chơi về công nghệ số. Bởi vì những công ty hàng đầu trên thế giới sau khi nghi cái Bridge đưa ra cái đề án ứng dụng blockchain để mà bán những công nghệ số này, nói với những cái ông lớn về công nghệ này nè, hey, ông không có cần phải đau đầu trong cái việc trả tiền hoa hồng cho đối tác đâu. Ông không cần phải đợi là kiểm tra gian lận traffic hay là đợi 30 ngày lệ thuộc phần mềm đâu. Đẩy cái nền tảng lên trên đây, đẩy nền tảng lên trên đây, đối tác của ông nhận được tiền hoa hồng ngay lập tức luôn. Người ta còn sướng, người ta còn thích nữa. Đây là những cái vấn đề trong cái việc mà những nền tảng affiliate trên Web2 chưa giải quyết được. Thì cái Bridge Digital sẽ chạy trong từ tháng 4 đến tháng 6. Và hiện tại là chúng ta đang bắt đầu vào đầu tháng 6 nè. Là cái Bridge này đã xây dựng cái Bridge Network rồi các anh chị. Và đang chạy beta trên cái Bridge Digital này. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta muốn sở hữu cái Bridge Token này trong tương lai. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta muốn thấy cái Bridge, cái Token này á, nó được tăng giá. Tại vì khi mà cái Bridge Network này nó tạo ra nè, nhiều doanh nghiệp, nhiều công nghệ số đưa lên trên đây. Và rất là nhiều người họ sử dụng nó để mà chi trả cho mọi vấn đề. Nếu như cái Bridge Token này nó sử dụng giống như là một cái phí giao dịch chẳng hạn hay như thế nào đó, để cho cái quá trình này nó được diễn ra, mua bán công nghệ số nó tốt hơn, thì bao nhiêu trong số các anh chị nghĩ rằng là cái Bridge Token này nó sẽ rất là tiềm năng. Thứ nhất, một cái token nào á mà nó không có một cái giá trị thực tế trên một cái công nghệ thật sự á, thì nó rất khó và rất là mơ hồ, thì đó là bánh vỉ. Đối với cái dự án Bridge này á, nó không có vỉ ra một bánh vỉ là ông CEO rất là hoành tráng, ông founder, nhà sáng lập, đội ngũ công nghệ rất là giỏi. Từ nãy tới giờ các anh chị có biết ông nào là đội ngũ công nghệ không? Ông nào là sáng lập không? Xong. Các anh chị chẳng biết ông nào là đội ngũ sáng lập. Ngày xưa Bitcoin các anh chị cũng đâu biết ông nào là sáng lập đâu. Về mặt pháp lý, Bridge sẽ lập doanh nghiệp tại Anh Quốc, là một công ty công nghệ blockchain tại Anh Quốc, hoàn toàn tại Quốc. Và hiện tại cái Bridge này đang trong giai đoạn đợi hoàn tất cấp giấy phép và pháp lý từ chính phủ Anh trong tháng 7. Và các anh chị có thể cập nhật hồ sơ pháp lý trên đây. Dự án Bridge nó không có đưa ra một bánh vỉ, lập một công ty xong rồi kêu gọi bán token cho mọi người vào mua xong rồi xả một lượng token xuống, rồi một lượng người ở lại chúng ta ôm tài sản ở cái dạng là những tài sản ảo. Thì thứ nhất mình muốn chia sẻ những điều đó để các anh chị chúng ta có thêm những cái góc nhìn. Bản thân mình cũng chỉ là một co-founder giống như các anh chị thôi. Bao nhiêu trong số các anh chị trong cái phòng Zoom này đang là co-founder? Các chị số 1 lên được không ạ? Hello các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị trong phòng Zoom này chúng ta đang là co-founder? Bao nhiêu trong số các anh chị từ trước tới giờ trong cuộc đời làm kinh doanh các anh chị, có bao giờ các anh chị ước ao cái gì trở thành một nhà đồng sáng lập của một cái nền tảng không các anh chị? Giống như Mark Zuckerberg tạo ra Facebook nhưng mà chỉ có 2 co-founder thôi. Có một cái nền tảng nào mà nó cho phép các anh chị trở thành co-founder của cái nền tảng đó, để các anh chị được quyền biểu quyết, được quyền đóng góp, được quyền có tiếng nói? Bởi vì đây là doanh nghiệp của các anh chị. Housing Pilser, cố vấn về kinh tế 2 đời cho Tổng thống Mỹ, có một câu nói mình rất là thích. Kinh doanh cho chính mình là sự lựa chọn an toàn nhất. Và đã đến lúc các anh chị làm co-founder, làm người sáng lập của chính dự án các anh chị. Và bao nhiêu trong số các anh chị trong thời gian tới chúng ta muốn trở thành co-founder, chúng ta tham gia vào một cộng đồng co-founder, cùng đóng góp ý kiến về công nghệ để mà cùng phát triển cái nền tảng này. Một cái công ty công nghệ blockchain Web3, hạ tầng của Web3 nó rất là, nó còn, mình dùng cái từ gì ta, nó còn lỗ lắm các anh chị. Hạ tầng của nó chưa có phát triển nhiều đâu, nhưng nó đang là tiềm năng. Giống như công nghệ DAO và Web3 nó cũng có rất là nhiều lỗ hổng, có rất là nhiều cái lỗ. Giống như vừa rồi có những công nghệ số đưa lên trên đây nè, kết nối lên trên đây nè, nó gặp nhiều trục trặc. Nhưng mà không sao, đó là thách thức, đó là cơ hội. Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta sẵn sàng say yes với Bridge? Bridge dịch ra tiếng Việt có nghĩa là gì? Là hơi thở các anh chị. Hơi thở, Bridge là hơi thở. New Bridge, đây là một hơi thở mới cho con người. Đây là hơi thở mới cho tất cả mọi người để kiếm tiền, kinh doanh và đầu tư. Muốn kiếm tiền, kinh doanh và đầu tư phải có hiểu biết, phải thông qua giáo dục. Global Demi này
Sắp tới sẽ mời một vài những anh chị có kinh nghiệm trong blockchain, trong đầu tư để đưa nhiều khóa học lên trên đây. Cái giáo dục nó rất là quan trọng. Đừng có kinh doanh và đầu tư một cách thiếu hiểu biết. Phải đến lúc có hiểu biết. Cho dù các anh chị có tham gia dự án này hay không tham gia, risk cũng không quan trọng điều đó. Không quan trọng điều đó, tại vì risk cũng đâu có cần cái kết quả nó quá lớn. Những người tạo ra risk là những người đã có kết quả rồi. Và họ muốn tạo ra cái risk này để làm gì? Để muốn trao quyền cho con người sức mạnh của công nghệ số, sức mạnh của công dân số. Và lúc này các anh chị, những anh chị nào mà quan tâm tới cái risk này á, các anh chị vào đây các anh chị đọc về cái risk world này nè. Bởi vì những cái người mà sáng lập ra cái risk này á, là họ là những cái nhà đầu tư. Họ cũng đã đi đầu tư rất nhiều nơi trên thế giới. Và nó có một cái vấn đề đó là gì? Passport, visa đã từng trong lịch sử đã có một cái nền tảng tạo ra cái công nghệ passport số, visa số, đầu tư định cư số rồi, nhưng mà bị thất bại. Thất bại là bởi vì không có một đồng tiền stablecoin ổn định. Thì cái BrisWorld này á, nó chính là một cái nền tảng cung cấp passport số, đầu tư và định cư số toàn cầu. Các chị có thể đi lại các nước thông qua cái nền tảng Bris này trên DAO và blockchain. Thì đây là một cái điều mà nó rất là điên rồ các anh chị. Mà các anh chị đừng có tin vào cái bánh vỉ của cái lộ trình này nha các anh chị. Tại bản thân mình khi mà chia sẻ về cái Bris này cho các anh chị nè, đứng dưới góc nhìn là một co-founder bình thường thôi. Là bởi vì thứ nhất tất cả những cái này đều là bánh vỉ. Tại sao? Để ngày, để tháng ở đây chưa chắc nó thực hiện được. Nên chúng ta đừng tin. Cho nên dự án không có kêu gọi đầu tư. Bởi vì thuận theo tự nhiên để mà phát triển. Không có bất kỳ một cái lời hứa nào đối với cộng đồng hay là đối với thị trường. Nên không có kêu gọi vốn bất kỳ ai hết. Hầu hết tất cả mọi người vào đây kiếm được tiền không hay buồn hết. Chưa bao giờ lấy tiền của bất kỳ một nhà đầu tư nào. Nên các anh chị hãy lưu ý, risk token không có mở bán. Nên các anh chị hãy lưu ý cái điều này. Và tất cả những lộ trình phát triển ở đây á, là dự kiến, là kế hoạch, là nỗ lực. Nếu cộng đồng risk nó tăng lên, tài chính nó mạnh mẽ, chính phủ các nước ủng hộ về nền tảng công dân số toàn cầu. Tại vì đây là một cái nền tảng công dân số đầu tiên trên thế giới các anh chị. Các anh chị mà có cái đồng risk token, đồng risk đô la, các anh chị đi kinh doanh những công nghệ số, các anh chị sống tự do, các anh chị có thể đi các nước rất là tự do thông qua cái risk world. Đây là điều mà trong lịch sử đã có người làm rồi nhưng chưa thành công. Và đội ngũ, những cái người mà lập ra cái risk này đã nghiên cứu được những cái lý do tại sao họ không làm được. Và chúng ta đang trên một cái hành trình làm một cái điều nó rất là phi thường bởi những người rất là bình thường. Mình biết ở trong cái risk này, trong mấy ngày qua có những anh chị bị tật nguyền. Nhưng mà họ vẫn kiếm được tiền. Cho dù các anh chị chỉ còn một ngón tay thôi, chạm vào được màn hình thôi. Cho dù các anh chị còn thở thôi, risk là hơi thở, là các anh chị có thể kiếm được tiền. Risk là hơi thở. Là thứ nó sẽ kết nối các anh chị trở về với thực tại để kiếm tiền, để các anh chị kinh doanh, để các anh chị phát triển cái cuộc đời của mình. Bắt đầu chỉ với 80 đô thôi các anh chị, nhưng có thể tạo ra hàng triệu đô. Và chúc các anh chị sớm trở thành một người công dân số toàn cầu, làm việc, sinh sống ở bất kỳ mọi nơi mà mình muốn. Và các anh chị là một trong những người co-founder rất tuyệt vời, là những người rất bình thường đang cùng nhau làm ra những điều phi thường. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.